Triệu Lệ Dĩnh thông báo tin vui đúng ngày lễ tình nhân, thế nhưng vòng 2 mới gây chú ý. Ngay ngày đầu năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại với màn ảnh rộng qua dự án Điều Thứ 20, tuy chỉ đảm nhận một vai phụ, thế nhưng nhân vật người mẹ bị khiếm thính của nàng Tiểu Hoa vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Doanh thu của Điều Thứ 20 đang ngày càng tăng, hứa hẹn sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh củng cố địa vị trong mảng điện ảnh. Mới đây, đúng ngày lễ tình nhân, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận tin vui lớn khi trở thành người đại diện toàn cầu của một thương hiệu lớn. Bộ ảnh của cô nàng được tung ra khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì quá xuất sắc. Không ai có thể phủ nhận được rằng Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng đẹp hơn và mặn mà hơn. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất trong bộ ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh chính là vòng eo. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ nàng Tiểu Hoa khi sở hữu vòng eo con kiến cực xuất sắc. Không ít cư dân mạng phải thừa nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh chính là điển hình của gái một con trong mòn con mắt, khi nhan sắc và khí chất ngày càng thăng hạng hơn hẳn so với thời điểm 4 năm trước. Điều Thứ 20 là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh trên đường đua điện ảnh. Được biết, cô nàng còn góp mặt vào một số dự án khác như Hổ Lang Chi Lộ, Tương Viên Lộng và đặc biệt là vai nữ chính trong Tâm Sự của Kiều Nghiên. Không khó để nhận ra tham vọng với mảng điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng lớn. Điều này vô tình khiến đối thủ của cô nàng là Dương Mịch gặp áp lực lớn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, thực tích điện ảnh của Dương Mịch đang bỏ xa Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả hiện đang vô cùng mong đợi các dự án điện ảnh của Triệu Lệ Dĩnh sớm được ra rạp thời gian tới. Phát hiện nam thần Hoa Ngữ sở hữu gương mặt giống Tiêu Chiến lẫn Hoắc Kiến Hoa. Mới đây, bộ phim ngắn Tôi Làm Mẹ Kế ở thập niên 80 lên sóng, nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Ngoài nội dung hấp dẫn, nam chính Tô Quân Hòa cũng gây xôn xao vì sở hữu gương mặt cuốn hút. Theo đó, Tô Quân Hòa được nhận xét giống khá nhiều nam thần trong mơ của các fan nữ bao gồm Hoắc Kiến Hoa, Lý Quang Khiết, Tiêu Chiến, Lưu Học Nghĩa, Từ Khai Sính. Đây là một trong những sao nam hiếm hoi sở hữu gương mặt lai nhiều vẻ đẹp như vậy. Cụ thể, trong một số phân đoạn, người xem nhận xét, đôi mắt và khuôn mặt của Tô Quân Hòa giống Tiêu Chiến đến 90%. Tạo hình của nam diễn viên trong phim cũng giống với Tiêu Chiến trong phim Vùng Biển Trong Mơ ấy vì có cùng bối cảnh thời đại. Một số người khác lại nhận xét, phần mũi và miệng của Tô Quân Hòa như sao chép từ Hoắc Kiến Hoa, vẻ đẹp nam tính có phần bụi bặm cứng rắn của nam diễn viên cũng rất giống đàn anh. Được biết, Tô Quân Hòa là diễn viên mới xuất hiện trong Cbiz, với ngoại hình cuốn hút, bộ phim đầu tay ổn áp, đáng lẽ anh chàng đã có thể thuận lợi tiến vào giới giải trí. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày phim lên sóng, loạt clip cổ suý việc quay lén nơi công cộng của Tô Quân Hòa đã bị đào lại. Mặc dù nam diễn viên đã nhanh tay xóa đi nhưng vẫn không khiến netizen thôi phẫn nộ. Bộ phim Tôi Làm Mẹ Kế ở thập niên 80 kể về nữ chính vốn là con gái cưng của một gia đình khá giả nhưng đột ngột qua đời. Sau khi rời bỏ thế gian, cô gái này bất ngờ xuyên không về thập niên 80, làm con dâu của một gia đình nông thôn, đồng thời cũng có chồng và hai con. Cô nhanh chóng hòa hợp vào vai trò làm vợ, làm mẹ, sẵn tiện trừng trị những vấn đề nhà chồng đau đầu và cùng chồng mới xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Chỉ trong một tháng, Địch Lệ Nhiệt Ba làm được điều cả Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử không thể thực hiện. Trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là có phần đi xuống, khi phim ra mắt không gặt hái thành công như mong đợi. Không những vậy, nhan sắc của cô nàng cũng không còn đủ sức làm hài lòng công chúng. Nàng mỹ nữ Tân Cương bị cho là đang lép vế hoàn toàn trước đối thủ của mình là Dương Tử. Tuy nhiên bước sang năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Theo đó mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã xác lập thành tích cực khủng, khiến những nữ đỉnh lưu lượng khác phải dè chừng. Cụ thể, lượt view hashtag Douyin của cô nàng đã chính thức phá 100 tỷ view. Điều đáng nói ở đây là nàng mỹ nữ Tân Cương mới chỉ quay trở lại sử dụng nền tảng này được hơn một tháng. Thành tích của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trong hơn một tháng đầu năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dần lấy lại phong độ của mình. Đặc biệt, sự xuất hiện trong Xuân Vãn của CCTV đã giúp cô nàng củng cố địa vị. Nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương cũng được nhận xét là thăng hạng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi Địch Lệ Nhiệt Ba sớm vào đoàn phim mới. Gần đây, trên mạng có thông tin cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở thành nữ chính của dự án phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía phòng làm việc của nàng Tiểu Hoa xác nhận. Thêm vào đó, có người cho biết, vì vấn đề nam chính, vậy nên Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng vẫn chưa thể khai máy được trong thời gian này. Dân tình đang ngóng đợi sự bùng nổ trên màn ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2024 này.
Bố Triệu Lộ Tư gây sốt khi chụp ảnh cùng con gái, ngoại hình điển trai xứng danh nam thần. Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa 95 đang rất được khán giả chú ý thời điểm hiện tại. Các vai diễn của cô nàng trong 4 năm qua nhận được nhiều lời khen ngợi, nhất là ở Tinh Hán Sáng Lạn hợp tác cùng Ngô Lỗi. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang quay Rèm Ngọc Châu Sa tái hợp cùng đàn anh Lưu Vũ Ninh sau Trường Ca Hành. Mới đây, cộng đồng mạng được phen đứng ngồi không yên trước một bức ảnh của Triệu Lộ Tư và bố. Trong ảnh, nàng tiểu hoa ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật đường nét thanh tú dịu dàng. Bố Triệu ở bên cạnh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì quá trẻ trung và đặc biệt là rất điển trai. Được biết, bức ảnh này đã được chụp từ cách đây khá lâu. Nhìn bố Triệu, nhiều người không khỏi cảm thán rằng gen di truyền của gia đình quá đỉnh. Triệu Lộ Tư được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố nên mới trở thành một cô gái xinh đẹp đáng yêu như hiện tại. Dân tình được phen đào lại loạt ảnh của bố Triệu ngày ấy và không khỏi suýt xoa. Với lợi thế ngoại hình trẻ trung, đáng yêu, Triệu Lộ Tư có thể cân được nhiều kiểu tạo hình từ cổ trang đến hiện đại. Mới đây, tạo hình của cô nàng ở Rèm Ngọc Châu Sa đóng cùng Lưu Vũ Ninh đã gây sốt vì quá xinh đẹp. Công chúng hy vọng dự án này sẽ giúp nàng tiểu hoa lấy lại danh tiếng sau thất bại của Thần Ẩn hồi đầu năm. Dương Mịch chạm mặt bạn trai cũ sau 3 năm chia tay, dân tình liền phát hiện cô nàng lén nhìn tình cũ. Tại hậu trường sự kiện gala Xuân Vãn của đài truyền hình Trung ương CCTV, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã có khoảnh khắc vô tình chạm mặt trực tiếp với nhau. Cụ thể, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã được ban tổ chức sắp xếp đứng chung một hàng để chụp ảnh và chờ đến lượt vào hội trường. Họ được ngăn cách bởi nam diễn viên Chu Nhất Long và nữ diễn viên Nhậm Tố Tịch. Trước tình huống đụng mặt không ngờ tới, hai nghệ sĩ gây chú ý với phản ứng trái ngược. Dương Mịch ban đầu tỏ ra thờ ơ và không quan tâm, nhưng sau đó cô lén đưa mắt nhìn bạn trai của Ngụy Đại Huân. Về phía Ngụy Đại Huân, tài tử này khá bồn chồn, khép nép đứng cạnh Ngụy Thần và cúi đầu nhìn xuống đất. Anh thì thầm to nhỏ với Ngụy Thần và tháo chạy khỏi hàng, song đã bị đồng nghiệp kéo lại. Ngụy Thần cũng được phát hiện thường xuyên hướng tầm mắt của anh về phía Dương Mịch. Điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng Ngụy Đại Huân có lẽ đã nói với Ngụy Thần về tình huống khó xử của anh. Trước khi quen Tần Lam, Ngụy Đại Huân được chú ý vì hẹn hò bí mật với Dương Mịch. Đôi bên bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 8 năm 2019. Sina tung nhiều hình ảnh và video cả hai ngồi chung xe về khách sạn, đi du lịch, đến phim trường, mặc đồ đôi. Nhưng Ngụy Đại Huân và Dương Mịch đều giữ im lặng. Thời điểm yêu Dương Mịch, Ngụy Đại Huân không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình trên mạng xã hội bằng cách để lại bình luận ủng hộ, khích lệ nữ diễn viên tham gia game show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Người xem tinh ý phát hiện Ngụy Đại Huân luôn quan tâm, ở cạnh Dương Mịch mọi lúc. Ngày lễ tình nhân, người dùng mạng phát hiện cả hai chơi game trực tuyến đến 2 giờ sáng. Nhưng khi phóng viên liên hệ hỏi về chuyện tình cảm, đôi bên đều từ chối trả lời. Mối tình của Ngụy Đại Huân và đàn chị hơn 3 tuổi được cho là gặp nhiều cản trở. Có thông tin cho biết, bố mẹ không muốn con trai yêu đương với ngôi sao nổi tiếng như Dương Mịch, người chỉ chăm lo sự nghiệp. Người hâm mộ Dương Mịch nhiều lần chiến tranh bàn phím với fan Ngụy Đại Huân, cho rằng nam diễn viên cố tình cọ nhiệt để nổi tiếng. Cặp đôi phim giả tình thật tung ảnh xác nhận hẹn hò ngay Valentine, chung sở hy sở hữu dàn bạn trai cực phẩm cỡ nào. Mới đây, từ khóa chung sở hy và Hầu Văn Nguyên công khai hẹn hò đã nhanh chóng chiếm hạng một hot search của Weibo ngay ngày 14 tháng 2. Trên trang Instagram của mình, cả hai diễn viên đều đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau vô cùng thân mật và nồng thắm trong phòng gym. Ngoài ra, việc chung sở hy gác cằm, e ấp bên bạn trai lực lưỡng, chính là thay lời đánh dấu chủ quyền, khiến dân tình thích thú. Hiện tại, chủ đề về cặp đôi chung sở hy và Hầu Văn Nguyên đã thu về 280 triệu lượt xem sau 2,5 giờ, chứng tỏ sức hút đến từ cặp đôi trai xinh gái đẹp này. Trước đó, chung sở hy và Hầu Văn Nguyên hợp tác trong dự án truyền hình Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi, ghi dấu thành tích rating ấn tượng khi phát sóng trên CCTV8. Trong phim, chung sở hy là người vợ bị chồng bỏ, cũng là chính thất xinh đẹp bị tiểu tam già xấu vượt mặt trong bức ảnh viral mạng xã hội gần đây. Thế nhưng sau đó, nhân vật của Hầu Văn Nguyên xuất hiện, cùng chia sẻ đam mê khiêu vũ cùng cô và giúp cô tìm lại hy vọng trong tình yêu. Trong phim, cả hai hóa thân thành các nhân vật đang theo đuổi bộ môn múa ba lê và từ đam mê họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Phân đoạn Hầu Văn Nguyên và chung sở hy khóa môi trong phòng tập được nhận xét là ngọt ngào, khiến cư dân mạng cũng phải rung động thay cặp đôi chính chủ. Bằng chứng là từ khóa cảnh hôn của chung sở hy và Hầu Văn Nguyên đã nhận về 110 triệu lượt xem, cho thấy mức độ quan tâm to lớn của dân tình dành cho cặp trai xinh gái đẹp này.
Nhiều khán giả không chỉ yêu thích và chúc phúc cho cặp đôi mới công khai này, mà còn không khỏi ghen tị với mỹ nhân Chung Sở Hy. Song nhiều người cảm thán rằng, Chung Sở Hy thật biết chọn bạn trai, còn gọi cô là máy thu hoạch nam thần, khi bạn trai nào cũng sở hữu nhan sắc cực phẩm. Trước Hầu Văn Nguyên, mỹ nhân Si Bích từng hẹn hò Trương Vân Long, Lý Hiện, Hắc Trạch, và cuộc tình nào cũng gây ồn ào nhất định. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.